Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với kênh Heo Rừng Cần Thơ nha. Bữa nay là ngày 12 tháng 3 năm 2024 nha cả nhà. Thì mình lên cái clip này là 4 con heo đực nha. Mình mới thả ra cho nó tắm sình buổi trưa nè. Thì còn con kia là nó ngoài mà con kia cũng không đủ tiêu chuẩn giống luôn. 4 con heo đực này là heo đực giống nha. Dạng nó là khoảng con này chắc ông kia cũng chốt quá. Thì nói chung là cũng mọi người mà cần heo giống thì alo trực tiếp mình nha, 0931 043 234. Thì heo này là nó chạng nó khoảng là 25 đến 35 kg nha. Thường á, là mình bán heo heo giống là mình bán heo bự không, mà mình không có bán heo nhỏ nha cả nhà. Cho nên là quý bà con, cô bác, anh chị mà xem được cái clip của mình thì cũng thông cảm giùm mình. Và nếu mà có định mua heo nhỏ thì mình sẽ giải thích như này. Tức là heo nhỏ mình sẽ không có nhìn được là con heo đó tốt hay là xấu. Nó khi mà mình cái trang trại của mình rất là nhiều heo luôn. Khi mà con heo bự rồi, nó thành hình rồi là mình biết được. Ví dụ như cả nhà ngày xưa giờ mà quý cô bà, quý cô chú anh chị đó, thì ví dụ như mà chúng ta không biết về heo rừng thì chúng ta nhìn chúng ta cũng biết được cái con đó là con heo tốt hay là con heo xấu, thông qua cái việc là mình mua con heo bự. Thì chỉ có con heo bự thôi mình mới nhìn đó, nó chính xác, cái tỷ lệ chính xác nó mới cao. Chứ còn ngay cả mình trong nghề mình cũng chọn heo giống là mình nên chọn con heo bự thì nó sẽ chất lượng hơn nha. Tất nhiên là cái đồng tiền nó thì nó cao, nhưng mà đi liền đồng tiền đi liền với chất lượng. Còn mọi người mà mua heo nhỏ đó thì nó cũng năm ăn năm thua lắm. Và đặc biệt là mình đây thì mình không bán heo nhỏ nha. Cho nên là có định mua cặp heo 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 giống về nuôi mà heo nhỏ là mình không có. Đó, mong cả nhà xem được cái clip này cũng hiểu được cái cách mình bán heo giống nha. Hiện tại mình chỉ bán ở khu vực là 13 tỉnh miền Tây. Xa hơn nữa là trên Sài Gòn. Còn nếu như mà đi xa nữa, Bình Dương, Bình Phước hay là gì Tây Ninh gì đó thì mua sẽ giao. Tại vì mình giao là mình giao bằng xe tải không mà, chứ mình không có nhận gửi xe. Mình giao với số lượng là, tất nhiên là mình mua là mình giao đủ một chuyến mình mới giao nha. Còn một con hai con là mình vẫn chưa có gửi xe được. Mọi người xem được clip là cũng thông cảm giùm mình nha. Đây là cái heo nhỏ nè, heo, heo tốt này là heo. Còn nó cái hai cái cặp nó quá trời tốt rồi, con Mỹ phía sau đó. Đây là heo, cái heo của mình nè. Mình chỉ trang trại thì mình chỉ dám nói là mình là heo gừng lai máu cao thôi, chứ đừng có không dám nói F1, F2 gì hết. Tại vì những con này nó cũng không phải là F1, F2 đâu. Mình nên mua những con heo gừng lai mà nó còn cái máu nó còn cao đó, tức là nó lai gần á, thì mình nuôi nó đó là cái dòng nuôi là heo gừng là hiệu quả kinh tế là cao nhất nha. Còn nếu mà nó lai mà nó F1, F2 đó thì những cái dòng đó nó chưa chắc là mình nuôi nó được nữa. Còn nếu mà nó lai nhiều quá đó thì nó sẽ là cái chất lượng thịt nó kém đó. Tất nhiên là đó là cái suy nghĩ của mình thôi. Con này đi ra cái cặp trứng giái của nó hết hồn. Đó là cái suy nghĩ của mình thôi. Còn tất nhiên là tùy theo cái suy nghĩ của mọi người nữa. Mọi người muốn nuôi cái dòng nào thì theo cũng là theo từng cái quan điểm cá nhân, chứ mình còn mình chia sẻ là dựa theo những cái kinh nghiệm của mình thôi và những cái sự hiểu biết của mình đó. Tránh cái trường hợp là anh em hoặc là mọi người vô là cứ nói mình như thế này như thế nọ ha. Mình trang của mình thì mình sẽ chia sẻ theo những cái hiểu biết và những cái kinh nghiệm của mình như vậy nha cả nhà. Còn mọi người có đặt heo giống thì nên đặt trước tốt nhất là khoảng 1 tháng 2 tháng nha. Clip nào mình cũng nói vậy hết. Mình sẽ hướng dẫn cả nhà là xây chuồng ngay từ đầu tiên luôn. Còn nếu mà trường cũ có thì mình sẽ sửa lại theo cái những cái gì mình đã có sẵn. Còn không thì mình sẽ xây chuồng, mình sẽ đặt heo giống là phải đặt trước. Mình sẽ hướng dẫn mọi người xây chuồng luôn nha. Đó. Heo rừng này nuôi mình thả ra nó rất là tốt. Tại vì khi mà nó tắm sình á, đi ra gặp dũng sình nó tắm á, thì nó dẫn đến cái việc là con heo nó mát. Nó rất là mát và nó thoải mái, nó làm cho con heo mình nó thoải mái, nó không có bị stress nha cả nhà. Con heo trước mặt là nó đang rụng lông chứ cái lông nó cũng dữ lắm á. Thả ra nãy giờ vậy mà chưa kịp. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Đi ngang xem clip của mình nhớ đăng ký ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người nhiều nha.